Con xin kính chào các cha, các sơ, các thầy, hội đồng và các đoàn thể đại diện, giáo xứ, các bạn xa gần và nhất là các anh chị em trong đoàn thiếu nhi thánh thể thân mến. Trước hết, con muốn chúc mừng đoàn 117 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì 30 năm hồng ân cùng biết bao thăng trầm, nhưng nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam, Chúa đã dìu dắt con thuyền đoàn 117 luôn cập bến bình an. Xin Chúa thương ban ơn để chúng con tiếp tục công việc của Ngài nơi đoàn chúng con qua việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi, để những hạt giống ấy sẽ tiếp nối thế hệ cha ông đi trước là các thánh tử đạo Việt Nam dám làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hiện đại nay. Sau đây, con xin phép tiếp tục chương trình bằng tiếng Anh cho các bạn Mỹ và các em.